Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé. Hôm nay em Đức Hải Dương sẽ lên sóng quay video chi tiết cho anh em một cái mẫu xe nhập khẩu anh em nhé. Và sau đây em Đức cùng các bác lái trải nghiệm cái mẫu xe nhập anh em nhé. Thì hôm nay em Đức bên em Đức vừa về thêm mẫu xe bình dân cho anh em. Con này thì bao chích chát đủ các kiểu anh em nhá, bao chạy đường dài cho anh em luôn. Mẫu xe này thì em Đức nếu mà đi chiếc xe này thì khoảng 350 km anh em nhé. Đấy, chạy đường dài một mạch luôn. Máy thì bảo hành em là máy ngon. Đấy, điều hòa mát, gầm bệ thì chắc chắn. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ, nội thất thì đẹp từ trong ra ngoài. Giá thì hiện tại bây giờ em Đức đăng sẽ sát giá anh em nhé, sát giá để cho anh em đỡ phải mặc cả nhiều. Đang sát giá luôn. Đấy, nhiều khi các bác đi mua xe là các bác cứ hay mặc cả, đâm ra này mặc cả bớt sâu quá ngạn đi. Ngạn con xe người ta đang 80 triệu thì các bác chỉ bớt một vài triệu thôi thì được. Nhiều bác coi như là bớt mấy chục triệu thì làm sao mà vào việc được. Kia Morning 2008. Thì mát anh em nhé, mát rượi luôn. Mẫu xe này thì được mang tên tư nhân các bác nhé. Đấy, em phải bịt cái này đi để cho nó che bớt thông tin đi này anh em, mà không là nó vi phạm. Đấy, 29A đăng ký lần đầu 2008 luôn anh em này, lần 2 là 14 này anh em này. Đấy, đây thủ tục đăng ký giấy tờ đầy đủ anh em nhé. Đây anh em à, 2008 nhập Hàn anh em nhé, Hàn Quốc nè. Đấy, máy thì 1.0. Đấy, xe thì trang bị 5 chỗ ngồi. Đấy, về giấy tờ mới chạy test đường dài thì cái mẫu này các bác yên tâm nhé, em Đức đã test đường dài cho anh em rồi. Đấy, tám anh em này. Đó, nhập khẩu Hàn Quốc anh em nhé. Đấy, đây cái tem, nếu mà xe Việt nó sẽ là chữ Việt anh em nhé, xe nhập nó sẽ là chữ Hàn đây này anh em, kể cả cái trên này nó cũng là chữ Hàn luôn anh em nhé. Đây anh em. Đó, em được quay cái máy cho các anh em xem luôn.
một cái máy luôn. Máy con này thì rất ngon anh em nhé. Em Đức thì nói chung quy lại là xe cũ em ít, Đức ít khi mà rửa máy rửa mó lắm anh em. Đấy, máy đã ngon này rồi đấy, nguyên này chạy thôi. Đây anh em này, đấy êm phát luôn. Đây anh em này, êm du luôn anh em này. Đấy, nhiều khi anh em có kiểm tra hơi thừa thì đây anh em nhé, kiểm tra hơi thừa cho anh em luôn này. Đấy, không có tí hơi thừa ấy thoát đâu anh em nhé. Đấy, dầu vàng ươm luôn này. Đấy, cái dòng xe con này thì nó ít khi mà bị hơi thừa anh em ạ, ít khi hơi thừa. Đó, máy êm phát luôn. Đây toàn bộ phần đầu anh em ạ, chữ Kia anh em. Đấy, chữ Kia này. Đấy, đầu răng đây. Đấy, phần răng của nó là ngon lành cành đào nó anh em nhé. Đây, tiếp tục chữ Kia anh em. Đấy, đây em ở nhà sản xuất anh em. Đó. Rồi, mình sẽ tắt máy đi nha các bác nhé. Thì trước màn hình của anh chị và các bạn đây là một cái mẫu xe mà hôm nay em Đức muốn giới thiệu và chia sẻ cho các bác, một cái mẫu xe mà bền lành, tiết kiệm xăng. Đấy, chạy gia đình hay chạy dịch vụ taxi đều được anh em nhé. Với cái chiếc Kia Morning 2008 mà hôm nay Đức muốn giới thiệu cho các bác là một chiếc xe trang bị màu bạc xịn luôn anh em ạ. Màu bạc xịn ngay từ đầu luôn anh em nhé. Không có màu xanh taxi mining hay là gì cả đâu. Đấy, tình trạng xe thì em Đức đã test cái mẫu này Nghệ An anh em nhé. Đấy, máy ngon, điều hòa mát. Đấy, gầm bệ chắc chắn, sơn si sạch sẽ, đẹp từ trong ra ngoài. Giá thì hiện tại em đọc luôn cho các bác là 82 triệu đồng anh em nhé. Đấy, thực sự là đến thời điểm hiện tại xe bây giờ năm nay thì cái giá của nó là quá ok luôn anh em ạ, cực kỳ mềm mại luôn. Đây, tổng thể chiếc xe là sơn si sạch đẹp anh em nhé. Thì những mẫu xe cũ thì anh em biết rồi, thì hầu như là có chiếc thì là em Đức sẽ để nguyên tình trạng, mua thì như nào bán như thế đó anh em nhé. Và có những chiếc thì cũng mua và cũng tỉa sơn đánh bóng. Đấy, dọn nội thất rồi là rửa máy. Nhưng với chiếc xe này thì hiện tại thì em Đức lại chỉ rửa phần nội thất và tỉa sơn đánh bóng thôi. Còn máy này em Đức không rửa anh em nhé. Đấy, giá hợp lý cho các bác 82 triệu anh em nhé. Đấy, để anh em chúng ta kết nối là chúng ta vào việc luôn. Đây anh em ạ, cái kính này của nó là kính xịn của xe đó anh em nhé. Đấy, các bác đi xem xe mà các bác muốn biết kính xịn hay không thì cứ nhìn vào cái chữ này. Nếu mà xe Kia nó phải chữ Kia anh em nhé, chứ không thể là chữ Toyota được anh em nhé. Đấy, giá hợp lý cho anh em. Đấy, chữ Kia anh em ạ. Đấy, cái kính này cũng là kính xịn luôn anh em ạ. Đấy, kính của theo xe luôn anh em ạ. À, chữ Kia luôn anh em ạ. Đấy, đây. Và cái gương này vẫn là gương xịn anh em ạ. Đấy, có cái gương bên lái thì lại không phải gương xịn anh em nhé. Kính trước kính Kia. Đăng kiểm thì đến tận 1 năm sau anh em nhé. Đấy, em Đức là đăng kiểm luôn cho các bác là 1 năm rồi. Giá 82 triệu. Chiếc xe này thì em Đức đã thay cho anh em. Thứ nhất em Đức vừa đi anh em nhé. Cái thứ hai, nếu bác nào mua được chiếc này thì các bác yên tâm. Lốp đây các bác này. Lốp trước đây. Lốp trước đây. Em Đức vừa mới thay một đôi lốp trước. Đấy. Lốp đẹp keng xài beng luôn anh em nhé. Gầm bệ đây anh em à. Đấy. Gầm bệ em này thì quá đẹp luôn. Đó,
hai quả lốp trước thì nó rơi được cỡ khoảng được tầm 90% anh em nhé. Đấy, hai quả lốp trước còn rất là dày dặn luôn, còn hai lốp quả đằng sau thì nó rơi khoảng được tầm 80 anh em. Hai quả lốp sau là lốp Michelin lốp hai quả lốp trước này nó là lốp 2019 đây anh em, 2019 này. Đấy, lốp thì còn rất dày đẹp như này. Đấy, nhưng mà đã được em Đức thay cho các bác hai quả lốp trước rồi anh em nhé. Đây, phần nội thất của em nó thì đây các bác này. Đấy, về phần nội thất của nó đây. Đó. Bác nào muốn xem xe thì cứ đến ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương anh em nhé. Hoặc là 559 thành phố Hải Dương. Đấy. Các bác muốn xem xe ở địa chỉ nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Đức. Đấy. Trần thì mẫu này là vẫn là trần 3D anh em nhé, trần 3D. Thực sự ra là như cái trần này thì em Đức chia sẻ rất thật là em Đức cũng không khoái lắm anh em ạ. Đấy, em Đức thích trần da nhẵn hoặc là trần nỉ nguyên bản. Sàn thì đã được bọc sàn da rồi anh em nhé, được bọc sàn da rồi. Đấy. Xe thì đã được tỉa sơn đánh bóng, dọn sạch sẽ, sơn si sạch sẽ rồi. Đấy, anh em về chỉ việc sẵn đi thôi, đăng kiểm 1 năm. Em Đức về tỉa sơn đánh bóng này, dọn nội thất này, thay hai của lốp trước này. Đấy. Và cũng chỉnh một số thứ để cho nó ngon lành anh em nhé. Và đây là hai cột sau của em đây anh em ạ, cột nguyên bản luôn anh em nhé. Đây, các bác cứ đi xem xe, các bác cứ nhìn vào những cái đầu ốc này này. Đấy, xem là nó màu gì thì các bác biết ngay. Nó là màu xanh taxi may ninh ra hay như nào đấy, là anh em cứ nhìn sơ qua anh em biết ngay. Đấy, và cái khoang này anh em nhé. Cái khoang lốp dự phòng anh em này. Riêng dòng Kia Morning thì đặc biệt của em nó bao giờ được trang bị một cái úp như này anh em này, để đựng kích rồi là mở tay quay anh em nhé. Sàn thì cũng đã được chống dỉ anh em này. Đã chống dỉ hết rồi anh em nhé, chống dỉ hết rồi. Đó. Đây. Giá hợp lý cho anh em. Đấy, mẫu này thì keo chỉ anh em nhé, keo chỉ mẫu này nó còn được khoảng tầm 90-95%. Đấy. Còn về cột kèo thì bảo hành cho anh em nhé. Đấy, xe không tai nạn nặng. Đấy, còn cái vấn đề từ 2008 đến bây giờ thì nó cũng chạy mười mấy năm rồi anh em ạ. Đấy, nên cái việc mà va chạm thì không tránh khỏi được anh em nhé. Đấy, còn nếu mà đâm đụng tai nạn nặng là em Đức không làm. Đó. Keo chỉ mẫu này được còn là khoảng tầm 90-95%. Đấy, là keo chỉ anh em nhé. Vì những cái dòng xe mà đời thấp thế này thì đây anh em này, keo chỉ xịn nó đây anh em ạ. Đấy, không cần phải bấm đâu các bạn, các bác cứ nhìn sơ qua mà các bác chỉ dí nhẹ thôi, nó cứ nhảy ra là được anh em nhé. Giá thì 82 triệu thôi. Đấy, xe thì bao chất bao đẹp cho anh em. Máy số đấy, bảo hành cho anh em nhé. Máy số ngon. Đấy, điều hòa mát. Cầm bệ thì sơn si sạch sẽ. Đó. Thì sơ bộ thì chiếc xe Kia Morning 2008 này thì các bác nào mà mua về là các bác chỉ việc đổ xăng thôi anh em nhé, đổ xăng thôi. Đấy, form mới. Form là form mới rồi. 2008, tên tư nhân, biển Hà Nội anh em nhé. Đăng kiểm dài, hai lốp trước mới thay. Sơn si thì đã được tỉa sơn đánh bóng sạch sẽ rồi. Đấy, máy ngon, điều hòa mát. Giá 82 triệu, liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975567089 để được tư vấn trực tiếp. Và sau đây em Đức xin kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip tiếp theo các bác nhé.
Giá trên là em Đức đang ra bán, chưa có bao một cái gì anh em nhé. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Xin chào các bác nhé.